chỉ bằng nâng cấp phần mềm, VinFast vừa tăng quãng đường tối đa của VF E34 từ 285 km lên 318,6 km một lần sạc. Theo thông tin từ VinFast, hãng vừa công bố phiên bản cập nhật phần mềm FRS6.0.7.0 cho mẫu VF E34 với nhiều nâng cấp về khả năng vận hành. Sau nâng cấp, quãng đường di chuyển của VF E34 có thể đạt tới mức 318,6 km một lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. VinFast cho biết phần mềm mới cập nhật FRS6.0.7.0 giúp tối ưu mức tiêu hao năng lượng của các tính năng trên xe, cải thiện chức năng sạc và ắc quy, khắc phục lỗi cảnh báo ảo và bổ sung kết nối thông minh Android Auto. Trong đó đáng chú ý nhất là khả năng tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy từ mức 285 km lên mức 318,6 km theo tiêu chuẩn NEDC. Theo kết quả thử nghiệm, sau khi được cập nhật phần mềm FRS6.0/7.0, VinFast VF E34 đã có những cải thiện rõ rệt trong khả năng vận hành. FRS6.0/7.0 là phiên bản phần mềm thứ 10 được VinFast phát triển và cập nhật miễn phí cho xe VF E34 kể từ khi chính thức bàn giao xe cho khách hàng. Toàn bộ quá trình cập nhật sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ thông qua các giao thức FOTA và WiFlash. VinFast đã chủ động liên hệ với các chủ sở hữu xe VF E34 để sắp xếp lịch hẹn tại xưởng dịch vụ gần nhất. Khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để đặt lịch hẹn và tìm hiểu thêm thông tin. VinFast cho biết, việc cập nhật phần mềm thường xuyên để nâng cấp tính năng sản phẩm là đặc trưng và cũng là điểm ưu việt của xe điện so với các loại xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Thông qua các phiên bản phần mềm mới, xe ô tô điện VinFast sẽ ngày càng thông minh hơn, thú vị hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.